Các bác vừa mới múc được em này về mua 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 ở online ấy, mua trên mạng này thì thấy nó cũng có nét hay, khá là nhiều tiền đấy, nhưng mà thực tế là người ta gửi ảnh với lại video, nhưng mình người ta quay ban đêm, với lại nó tùm mình không nhìn được. Nhưng mà mình thấy cái dáng dấp này mình thôi, mình chấp nhận, cùng lắm thì hên xui mất đề. Mất mấy triệu không sao, thì vẫn còn có một cái cốt cây ít ra nó cũng có nét đấy, chưa biết có đẹp hay thực tế hay không ấy, chưa nhìn được kỹ. Thực tế là nhìn ảnh rất khó. Thì bây giờ em vừa mới nhấc vào đây, xe khách chở về đây, chưa biết là cốt cây như nào, chưa mở bóc ra đâu, mới chỉ nhấc cái từ cái thùng thùng xốp này ra này, đây đấy, thùng xốp này ra đấy. Thế bây giờ mới bóc ra để xem như nào các bạn. Đầu tiên là tay tán thì xum xuê thì không nói, để tôi tính dự tính là tôi cắt hết mà bỏ hết, thay cành người ta để lưu nghêu, người ta chỉ chơi tán, tôi không thích đấy. Mặc dù họ bán rất là nhiều tiền ấy. Trước kia họ đúng 10 triệu họ mới bán ấy, không bằng cả cái gì, nhưng sau em bằng cả được xuống một ít đấy. Đấy thì bây giờ tôi tán thì tôi không nói, bây giờ bóc ra, bóc cái bệ ra xem như nào. Vậy nhé, không có chậu, chậu người ta chậu cái chậu xi măng cổ người ta bỏ lại, mình cũng chẳng lấy mà người ta cũng xin phép mình giữ lại. Thành cái bệ này, yêu cái bệ này cái đứng đỡ lắc lưng. Sẽ để nguyên cái túi này cho nó sạch. Đấy, nguyên cái cốt chậu cũ đây. Nguyên cốt chậu cũ. Đấy, nguyên cốt chậu cũ đây. Nguyên cốt chậu cũ đây. Đúng là nhìn ảnh khó thật. Nhìn thấy hình dung cái dáng, nhìn ảnh chi tiết thì gần như rất khó. Đấy, tối như thế này cơ mà, chụp làm sao được. Đấy. Đấy. Chắc bây giờ em lọc ra luôn xong rồi đo kích thước cho bác xem các bạn, cho nó đỡ mất thời gian, sành tốt quá. Tốt quá, xanh tốt, đúng cái xanh. Chắc chả bao giờ làm răn, chơi cho mới cũng ngày xưa. Dạ, vâng. Không, thử nhựa đấy con. Nhựa cái này không rửa không? Dính lắm. Yeah.
Đấy, định hình lại đó. Gì đấy? Bé dạy. Bé khỏe ơi. Bé khỏe. Bé khỏe. Không hiểu. Bé khỏe. Bên kia nữa. Cắt cái này nữa. Vâng. Đúng rồi, tía bảo mày giặt. Mày vừa không giặt. Vâng. Cái máy giặt. Vâng. Không giặt được ở đây. Dạ. Vâng, có vật áo. Sắc sơ chưa? Sắc sơ chưa? Đưa đi là đo nhé. Dạ. Cao 30 từ mặt chậu lên cao 33 như cái ngọn cũ đấy nhé. Đấy, còn rộng mà rộng thân bệ thì cũng khoảng độ 25 đấy, 25. Cái khẩu này thì khẩu to này là 15, 16. Tổ to là 16. Đấy. Thì bây giờ này đang tính là như này các bác, đang tính là thu ngắn cái này. Bỏ cái tay này đi. Thu ngắn này. Không để nghêu ngao này. Đang tính là như thế. Đang tính là như thế, nhưng mà chắc hôm nay chưa cắt bộ. Đấy, cái mặt sau đó này. Cái mặt này thì nó rộng hơn, nó sâu hơn. Mặt này nó rộng, nó sâu hơn. Đấy. Nó rộng hơn. Thì bây giờ em tính là thu dằm lại cả đã, xem có chấp nhận được cái phương án này này không. Chơi tạm mấy ngày đã. Hôm nào cắt thì đi tiếp, bởi vì bây giờ cũng đang có tí việc, chưa cắt ngày được. Chưa cắt ngày. Chưa cắt luôn. Không nghịch rồi đấy con, đau tay đấy. Yeah. Ba một tí. Đặt đứt tay con. Con tuột cái là đứt tay. Ủa? Đứt tay. Con chơi cái đèn pin này. Đấy, đứt tay. Chạy đấy là đứt tay. Tôi cho mình cái dây nhá. Vâng.
đúng rồi, cho con nhận đến đây. Cảm ơn con. Hết sốt chưa? Quên, qua cái nhìn này, để nhìn được. Bóc còi, biết. Bóc còi. Đây.
qua cái điện thoại bố nhá. Em xem ảnh này. Vâng. Chúng vẫn chỉ phép thôi. Đúng rồi. Lái xe ra chỗ rộng kìa. Lái xe ra chỗ rộng này. Được. Không xuống. Không xuống. Không xuống. Đi thẳng thôi. Đi thẳng ra đằng kia. Vâng, nhưng mà với mẹ
Một ngã lắm nha. Đẹp không baby? Mì con cho mẹ. Cắt này xong là nhiều bác suy nghĩ lại nhỉ, đúng không? Không không muốn không muốn hạ như ý lúc đầu của em đúng không? À, đây thu ngắn là cắt giật để cho to này, kênh này bỏ đi này. Nhưng mà đang có cái rễ này nuôi thì cũng có một cái gì đấy đỡ ở đây cũng khá hay. Hơi lùn mà. Và cái ngọn nó cũng phải làm lại. Đấy là cột đây hoặc là đến đây gì đấy, đại loại vậy. Nhưng mà khi cắt xong cái này thì các bác thấy là nó cũng ổn đúng không? Nó ổn đúng không? Bởi vì là trước đây mình biết cái cây này thì cái tay này nó nhỏ lắm, nhưng mà chắc cái ảnh lúc đấy chụp nó khoảng độ cách đây khoảng độ 1-2 năm rồi. Đấy thì bây giờ nó khá là to lên rồi. Nó là một cái bông đỡ thôi mà, bông đỡ thôi. Nào con đi đi, con đừng có quanh ở đấy. Dạ. Đây mà. Chăm chỉ thế, vừa ốm dậy mà đã làm việc rồi. Nay có phải bạn ốm không nhỉ? Này đạp xe đi mua đi, mua ở đâu đấy? Siêu thị kia. Nhà bác gì chứ nhỉ? Sạch sẽ đi các bác nhìn. Mở cái này ra. Ở chỗ nào nhặt nốt. Đây. À, lại đi mua xúc xích à?
Đây mua xúc xích. 2.000 xúc xích thì ai bán? Vừa 100 kia bán. Yeah. Xúc xích gì mà có 2.000? 2.000. Thế rồi. Đấy, bố xong rồi đấy. Về. Về cơ bác này. Về cơ bác cái cốt chậu cũ đây. Lấy luôn. Lấy luôn à? Đấy. Đấy, các bác nói đây ạ. Thì bây giờ là tạm thời như này và chưa trồng được. Thì ngày mai có một đêm suy nghĩ là có nên cắt thu hay không, thu ngắn hay không. Đấy các bác ạ. Nhưng mà thôi, có lẽ là không. Nếu thu giảm lại thấy nó có thể theo được và làm kỹ hơn thì chắc là 5-10 năm nữa em mới được chơi. 5 năm nữa. Đấy, và bây giờ sau này nó cũng sẽ form này. Đấy, một cái cây rất bệ này. Luôn. Tội là chưa được cắt giật từ xưa. Chưa được cắt giật, chỉ được nhịp đầu tiên thôi. Sau đấy là uốn nắn, nhưng mà uốn nắn thì sau về lâu dài em rút dần thì nó cũng đỡ. Thì nó cũng chấp nhận. Cũng sẽ rất vui. À rồi. Em sẽ đẩy cái ngọn này xuống một chút. Nói chung là còn nhiều phương án với cây này, nhưng mà để như vậy thì chơi là cũng rất là vui rồi, rất là hay rồi các bạn. Đấy, đây nhá. Đấy, bây giờ nó mới hết tối tăm này. Đây đây, rất nhiều trên quê mà, trên quê. Đấy, mặt bên này rất là gấu. Đấy, ở này rất gấu. Đi chạy luôn. Vâng. Đấy. Cảm ơn các bác nhá. Lại có đồ chơi rồi.